Người Công giáo nói gì về lễ hội Halloween? Từ khoảng 10 năm nay, lễ hội Halloween đã du nhập vào Việt Nam. Đây là lễ hội của các nước phương Tây, được tổ chức hàng năm vào ngày 31 tháng 10. Nhưng khi du nhập vào Việt Nam, nó đã bị thay hình đổi dạng thành một dịp ăn chơi. Và còn tệ hơn nữa, thay vì nguyên thủy ban đầu là xua đuổi ma quỷ thì lại rước nó vào nhà mình, vào linh hồn của mình. Phải nói rằng, nhắc đến ngày 31 tháng 10 là ngày lễ hội Halloween, nhưng không nói gì đến ngày 1 tháng 11 vì không biết mối liên hệ giữa hai ngày này. Ở nguồn gốc của nó, ngày này được gọi là All Hallows Eve, nghĩa là buổi chiều áp lễ của ngày các thánh. Kể từ thời Đức Gregorio thứ 3 vào năm 741, lễ các thánh đã được cử hành vào ngày 1 tháng 11 hàng năm, là ngày Ngài Thánh hiến một nhà nguyện trong đền thờ Thánh Phêrô để tôn vinh toàn thể các thánh. Rồi sau đó, Đức Gregorio thứ 4 vào năm 1835 đã truyền lệnh cử hành lễ này trong toàn thể giáo hội. Nhưng thuở xa xưa, lễ này được cử hành vào thứ sáu sau lễ phục sinh để làm nổi bật sự chiến thắng của Chúa Kitô trên tâm hồn của biết bao người, cụ thể là các thánh. Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết và người cũng chiến thắng ma quỷ qua việc chinh phục các tâm hồn. Dù sau này, ngày cử hành lễ đã được thay đổi, nhưng ý nghĩa chính yếu trên vẫn được giữ lại. Các tín hữu thời xưa tin rằng, vào ngày áp lễ các thánh, ngày 1 tháng 11, trái đất rung chuyển, đất đai nứt nẻ và ma quỷ từ địa ngục chui lên với nỗ lực cuối cùng nhằm lôi kéo các linh hồn về với nó. Thế nên vào buổi chiều áp lễ các thánh, họ túa ra ngoài đường, mặc những trang phục kinh dị như ma quỷ, đồng thời miệng hô vang danh Chúa Giêsu và khua chiêng gõ mõ để xua đuổi ma quỷ, đuổi chúng về địa ngục. Rất tiếc là ngày nay, ý nghĩa tôn giáo đã bị phai mờ, nếu không nói là biến mất, để chỉ còn là lễ hội Halloween mang tính giải trí thuần túy, tệ hơn nữa còn thành dịp ăn chơi đàng điếm. Thay vì xua đuổi ma quỷ đi thì lại rước nó vào nhà mình, vào linh hồn mình. Thế nên đã có những giáo hội phản ứng mạnh mẽ trước tình trạng này. Cụ thể là Hội đồng Giám mục Philippines mới đây đã lên tiếng cảnh giác các tín hữu của mình về lễ hội gọi là Halloween, một lễ hội phản Kitô. Nhắc lại nguồn gốc ngày lễ như thế để thấy rõ hơn xu hướng tục hóa trong thời đại hiện nay, tước đoạt nội dung tôn giáo và thay vào đó bằng nội dung phản tôn giáo. Đừng tưởng rằng xu hướng tục hóa chỉ diễn ra ở phương Tây. Tiến trình tục hóa cũng đang diễn ra ngay tại Việt Nam, nhất là khi cái hay thì ít học, mà cái dở lại tiếp thu rất nhanh. Người ngoài Công giáo không biết đã đành, nhưng đáng tiếc là cả người Công giáo cũng không biết và cứ thế mà làm. Người ta làm sao thì mình làm vậy, thay vì giúp người khác thấy được vẻ đẹp của tin mừng thì lại thành kẻ tiếp tay để giết chết tin mừng. Nhắc lại nguồn gốc của ngày lễ như thế, còn để nhắc nhở nhau sống tinh thần lễ các thánh. Tinh thần có thể tóm gọn trong lời kêu gọi nổi tiếng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị: đừng sợ, hãy mở rộng cửa đón Chúa Kitô. Cách cụ thể, hãy mang trong lòng mình những tâm tư của Chúa Giêsu Kitô, tâm tư hiền lành và khiêm nhường, thương xót và thứ tha, dấn thân và phục vụ. Chính vì thế bài tin mừng được công bố trong ngày lễ các thánh là tin mừng về 8 mối phúc thật. Mang lấy tâm tư của Chúa Giêsu Kitô giữa lòng thời đại hôm nay quả là không dễ. Vì thời đại này cổ võ, lối nghĩ và lối sống hầu như hoàn toàn ngược lại với tin mừng. Sách Khải Huyền trong bài đọc thứ hai lễ các thánh đã diễn tả thực tế này bằng hình ảnh vừa bi hùng vừa sống động. Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến? Tôi trả lời, thưa Ngài, Ngài biết đó. Vì ấy bảo tôi, họ là những người đã đến sau khi đã trải qua thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Áo chỉ được trắng sạch khi được giặt bằng máu. Thật lạ thường, nhưng sự thật là như thế. Phải chấp nhận cộng tác với tác động thánh hóa của Chúa Thánh Thần, giặt tấm áo cuộc đời bằng máu của hy sinh từ bỏ, chiến đấu, chống trả cám dỗ, gian nan tập luyện các nhân đức.
đó là tín thư mà lễ các thánh gửi đến tất cả chúng ta, những người cũng được gọi là thánh vì đã được thanh tẩy trong Đức Kitô, nhưng còn phải thể hiện tiềm năng thánh thiện ấy bằng chính cuộc sống của mình, để có thể hòa chung với các thánh trong lời chúc tụng. Cuối cùng, xin nhắc nhở những gia đình Công giáo, nếu cha mẹ chọn cách cho con cái mình tham dự lễ hội Halloween, hãy biết cách giải thích cho con cái mình về nguồn gốc của lễ hội này, và nói cho con cái mình biết rằng người Công giáo chúng ta tin là có ma quỷ. Hãy giúp chúng mỗi ngày trở nên thánh và có sức mạnh nội tâm nhờ ơn Chúa Thánh Thần để chống lại sự lôi kéo của ma quỷ. Con đâu rồi? Dạ vâng, con chào cha và chào tất cả mọi người ạ. Chào con và chào tất cả mọi người. Dạ thưa cha, là có một điều con rất là băn khoăn trong thời gian vừa rồi là có một cái lễ hội gọi là lễ hội Halloween ấy ạ. Dạ. Thì theo con được biết thì đây là lễ hội của quỷ, nhưng mà nhưng mà con thấy có rất nhiều bạn sinh viên Công giáo và rất nhiều người theo đạo Thiên Chúa của mình rất là hào hứng và tham gia cái lễ hội này, thì con muốn lời khuyên của cha là chúng con có nên tham dự không ạ? À, ồ, con biết cái lễ Halloween không? Chúng ta gọi là lễ ma quỷ phải không ạ? À, chúng ta hiểu là như vậy, nhưng mà thật sự ở bên kia đó nó có cái ý nghĩa khác. Halloween có ai hiểu nghĩa là gì không? Đấy, có biết đâu. Hallow tức là gì? Là thánh. Là thánh. Our Father who art in heaven, hallowed by thy name. Hallow là gì? Là thánh. Cái hallow là cái vầng gì? Vầng quang. Halloween, win là cái chữ lái đọc lẹ của chữ evening, nghĩa là buổi gì? Buổi chiều. Buổi chiều trước ngày lễ của các gì? Các thánh. Halloween bao giờ cũng xảy ra vào ngày 31 tháng 10 trước ngày mùng 1 tháng gì? 11 là lễ các gì? Các thánh. Cho nên Halloween nghĩa là buổi chiều trước lễ các thánh. Thế thì họ làm một cái buổi hóa trang. Để làm gì? Để thấy rằng là cái hóa trang đó để cho mình thấy cái tính con người của mình, tính đời thường của mình. Bởi vì ngày mai là lễ các thánh, mình phải có cái sự thánh thiện. Cho nên là ý nghĩa của nó tích cực lắm, nhưng mà theo cái thói đời dần dần rồi họ bắt đầu họ vẽ vời ra, rồi họ đem họ trang trí, rồi trang phục nó có vẻ ma quỷ. Nhưng mà thật sự nó là khởi đầu một cái lễ rất đẹp. Thế thì chúng con có nên tham dự không? Chúng con nên tham dự, nhưng mà mang cái tính chất của gì? Của buổi chiều trước lễ các thánh vào đó. Hội nhập. Hội nhập. Cho nên là cái tính hội nhập đó rất ư là quan gì? Quan trọng. Thế thì bây giờ sắp sửa đến giờ lễ thì cha phải ngừng ở đây nhá, để chúng ta bắt đầu lễ. Rất tiếc là cha không nói được nhiều, nhưng mà cha chỉ nói về này, ngay cả ma quỷ á, nó cũng không phải là cái gì xấu đâu nhá. Chú có dựng nên ma quỷ không? Chú có dựng nên ma quỷ không? Chết rồi, chú có dựng nên ma quỷ không? Không bao giờ. Mà chú dựng nên gì? Nên thánh. Bởi vậy chúa của ma quỷ tên là gì? Lucifer, có nghĩa là người cầm ánh sáng. Được chưa? Rồi, thôi chúng ta phải ngừng ở đây, đứng lên để chúng ta tạ ơn Chúa trước khi chúng ta đi lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, chúng con đã có những khoảng khắc gần gũi nhau trong suốt buổi sáng này. Xin Chúa quy tập chúng con trong tình thương của Chúa, ban cho chúng con được sự nên một, không phải trong hình thức, nhưng ban cho chúng con nên một trong tâm hồn, nên một trong đa dạng, nên một trong yếu đuối của nhau, nên một trong sức mạnh của những gì tốt lành nhất mà chúng con có và chúng con là. Lạy Chúa, dạy cho chúng con sự thánh thiện bằng cách đón mời Chúa, cho Chúa cơ hội để yêu mến chúng con, để biến đổi chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con nên một trong sự cảm thông, tri ân và nhận ra mọi sự đều là hồng ân của Chúa. Chúng con cầu xin những điều này nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Một lần nữa chào cảm ơn các bạn và gửi lại các bạn lời tình thân thương nhất. Chúng ta chuẩn bị lễ.